Để lại nhỏ tóc nó đi. Từ từ. Ôi trời, bố nhiều tóc, tóc trắng đi. Bố suy nghĩ quá nhiều, bạc hết cả tóc rồi. Thế này, bé chuyển tay cho mẹ xem nào. Đây này, ca này. Thấy không? Hả? À. Rồi, để mẹ nhổ cho bố nha. Hai đứa tìm người thấy thì chỉ cho mẹ nha. Mẹ nhổ cho bố nào. Ca ngồi xuống đây. Con xem tóc của bố đi. Bố để mẹ nhổ bố nha. Tóc sâu, nhọc nhọc. Tóc sâu. Nhổ. Tóc bạc ơ. Này, ca xem tóc của bố này. Không, bố đang bận chơi, muốn chơi không đã nhọc cao lại xem tóc sâu đi không chơi nào đi lên đấy để cái tay chơi em ta này nhỏ tóc sâu như bố mà nhỏ tóc bạc như bố mà mấy bố con nằm ngủ đi để nó à ta là đứng ta hai đứa này hay thật á nó cưa lâu lắm được mới được mẹ nhổ tóc bạc chưa từ lúc cưới nhau đến giờ ôi mừng chảy nước mắt ủa gì toàn quỳnh nhổ tóc bạc cho bố không á đâu đâu mà á bạn giả vờ không á nào mẹ càng thích chơi bố. Trời ơi. Chà, bé. Cô đang làm gì á? Đang thương bố. À, đang thương bố. Yêu ai nhất nhà? Bé yêu ai nhất nhà? Yêu ai đấy? Yêu ai? Bố nhỉ? Nói đi. Thật vậy. Thất vọng quá, cuối cùng là yêu mẹ nhất nhà. Á! Không, được. Đâu? Nhổ tóc bạc nhưng mà nhổ cả tóc đi. Đây nhổ được đâu? Đâu chết đi được. Ca ở đây xem tóc cho bố này. Ca đâu? Anh quay ra xin nó tới tối à. Ca đấy, cứ thích chơi. Nó tóc bạc cho Kaka này. Kaka đây lắm. Nó bạc không? Nhiều bé. À, này. Anh biết không? Anh cổ con bé đi. Mình em nhổ tóc ở trên đây cho. Đời. Ừ. Nó làm lên chân củ đấy. Càng xem tóc đấy. Đây này, mụn của bố này, mụn đây này. Bố đấy. Nó. Nhiều. Bố đi ngủ rồi. Bố ngủ rồi. Đừng biết em đi đến chân của bố. Ủa chân bố làm gì? Anh ôm hai đứa ngủ cũng được. Cha đã ngủ. Bố ca đi. À ca chơi với em đấy. Hai đứa đang ngủ nhau á. Ca. À. Đây đi đâu mấy cô? Đây nhiều lắm anh đừng có cười. Ra ngoài trời nó mưa lắm rồi chảy ra ngoài cửa sổ rồi mình anh mình có cửa anh làm im em xem nào để em đi nhổ không để mình có tóc đen này đó cứ cửa này em đang để cho bố
dâu quá. Cho ca ca nhổ dầu bố này, ca này đây này. Biết rồi, đây đi. Nào. À. Ừ. Chị. Vui. Vui nào. Đó. Cái gì mà một cái tóc bạc hai cái tóc đen đây. Nhổ cứ gì mà nhổ đâu. Anh cứ cựa đây. Tại anh cựa. Nhổ gì đấy, trụi trụi. Ồ thì em xem cái nào. Cái gì phải để cho ca ca nhổ này. Ca đi đây. Ca ca ở đây ca. Nhìn này. Ca ở đây ca. Ca. Đi ở đây nha. Tốt lắm rồi. Phải để cho ca nhổ thôi. Ca đi đây. Này cho ca xem này. Cho ca xem này ca này. Không cái này đây mới cầm. Nó cựa. Cựa thì không may nữa lại nói. Cựa anh cái chi đó, chào lên đây, chào đi. À. À. Em đảm lên bụng bố rồi. Ôi dồi ôi. À. Nó gì mà á nữa. Mẹ, có lúc mà sợ cũng á. Mẹ càng ngậm lên bú này, nằm đây. Nằm xúc, đúng rồi, nằm nằm xúc. Rồi, nằm đây. Nằm xuống đây đi con. Nằm xuống đây. Rồi, đây ngủ đi. Không nằm đây bố ôm ngủ. Rồi, bố ôm ngủ nha. Ngủ đi con. Bé này còn ngồi hay như thế. Khéo ngã đấy. Thôi đi ngủ đi. Đây, bố này. Đến tí nữa, tí nhà trời đang mưa đó, tí nữa anh đi đón Quỳnh nha. Quỳnh nha, trời mưa đấy. Tí nữa nhiều cà đi biết luôn. Ừ, không thì anh ai nữa đi. Nó cửa, nó cửa. Ca lại đây nằm, ca lại đây, ca lại đây nằm, bố ôm cả hai đất nằm xuống đây, rồi ôm, rồi, rồi làm im đi, không nghịch nữa. Nằm đi ngủ đi, ca quay người lại đây này, quay người lại đi, ừ. Quay người lại, rồi. Ca nằm đây, ca nằm đây, nằm đây bố ngủ nè, nằm xuống, đúng rồi. Rồi. Ê! Bình thế. Cái đỉnh đâu hả anh rồi? Nằm đâu rồi? Ca nằm đây, nằm xuống, đúng rồi.
À, bia bia đấm lưng. Ờ bia đấm lưng cho bố à. Này bia cho bố quay ngược lại người. Ca lại ôm bố, bố ngủ đi ca. Không, ca lại đang xem tóc này. Ca đấm lưng đã bớ rủ. Đúng rồi. Bé không đắp lưng cho bố nữa. Bé đắp lưng cho bố vậy hả? Anh đi xem tóc cho bố. Mới đúng được mấy cái là chạy rồi. Nhiều quá. Bố nhiều tóc bạc á. Bố nhiều tóc bạc. Thật mà, nhiều thật mà. Bố suy nghĩ nhiều đó. Bố làm việc nặng nhọc nhiều, bố mệt mỏi. Đừng bé. Em muốn đi. Không kệ kệ, không có xóa tóc dần. Mất công. Đừng. Kệ mà. Đây này, em ngồi tóc bố này. Đây này, con ngồi lên lưng bố này để con đấm lưng cho bố. Bố cũng bị đau lưng nữa. Hình như là bố bị thoái hóa. Cả tìm cái gì đây? Ở đây này, ở đây này. Đây nhiều này. Cái gì đây nhỉ? Thế bé. Trời ơi. Trời ơi, không thở nổi được này. Này tóc bạc của bố này. Tóc bạc của bố này. Càng nổi tóc của bố đấy. Tóc bạc không chưa? Ừ. Cái nào chưa? Giờ đây bố nằm bố ôm bố này. Bé này.
chưa?